Con chưa 18, Lê Dương Bảo Lâm đã tính chuyện gả chồng, hé lộ danh tính bà Xui là đại gia showbiz. Khoe ảnh chăm con cực khéo, Lê Dương Bảo Lâm còn hài hước gửi lời nhắn nhủ đến Suya tương lai. Nam diễn viên còn hé lộ danh tính Suya khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh chăm sóc ái nữ cực kỳ chu đáo, khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Có thể thấy nam diễn viên rất khéo léo, đảm đang khi từ việc tắm cho con, chải tóc, thắt bím cho con đều được anh làm rất cẩn thận, chỉnh chu. Nam danh hài dường như đang muốn chứng minh mình cũng rất quan tâm đến các con, chứ không phải chỉ bận rộn kiếm tiền, lo chạy show mà bỏ quên tổ ấm nhỏ. Tuy nhiên điều đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng chính là dòng trạng thái mần xuôi của nam diễn viên. Lê Dương Bảo Lâm hài hước gửi lời dặn dò đến ông bà xuôi tương lai. Anh còn bất ngờ khi chỉ đích danh Suya là nhân vật cộm cán trong showbiz Việt. Bảo Nhi à, cha thường bảo con, thần gái đục trong, mai đây mốt nọ con đi lấy chồng, giờ thì ba má cưng chiều, chẳng thèm liệu lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Chị Suya, mốt thương con tôi nha không? Gia đình chị mà ăn hiếp con tôi kêu con Bảo Ngọc qua hốt chị ạ. À. Không giấu nữa, bà Xui là Lý Nhã Kỳ, Lê Dương Bảo Lâm nhắn nhủ. Qua đó có thể thấy ông xã Quỳnh Quỳnh cũng giống như ba ông bố khác, đều luôn lo lắng về chuyện dựng vợ gả chồng cho các con. Đặc biệt xót xa khi thấy cảnh ái nữ phải làm dâu nhà người. Thế nhưng thay vì tâm trạng giống Lê Dương Bảo Lâm, cộng đồng mạng lại bật cười khi thấy anh réo tên Lý Nhã Kỳ trong dòng trạng thái của mình. Nếu những ai thường xuyên theo dõi các show truyền hình thì sẽ biết Lý Nhã Kỳ và Lê Dương Bảo Lâm từng nhiều lần hẹn ước mần xuôi trong tương lai. Tuy nhiên câu chuyện mần xuôi này chỉ gặp trục trặc ở chỗ của nữ đại gia Kim Cương, bởi con gái của Dương Lâm này đã lớn phỏng phao, còn cô thì vẫn đang độc thân vui tính, thì làm sao mà kết Suya kịp thời hẹn ước. Thế nên bên dưới phần bình luận, không ít người bày tỏ sự quan ngại thay cho Lê Minh Hô Đồng Nai. Lo cho Lâm ghê, giờ chị Kỳ còn chưa sinh, lấy đâu ra rễ đây? Bên nhà Xui đã lên tiếng hối thúc rồi, sao chị Kỳ còn chưa chịu lấy chồng đi chứ? Lẹ lẹ chị Kỳ ơi, nhà gái người ta dục quá rồi kìa. Ca này thấy lo cho Dương Lâm nhiều hơn. Anh Lâm nhắc khéo quá trời đi. Trước đó ông xã Quỳnh Quỳnh từng tiết lộ, bản thân chưa bao giờ phải chăm con một mình, mà đều có bà xã. Lê Dương Bảo Lâm còn không được lòng con gái Bảo Ngọc. Bố Biểm thừa nhận luôn bị con gái gần 3 tuổi kỳ thị. Tôi ít có thời gian cho bé Ngọc, mà bản thân bé cũng không chịu. Bé thích bà ngoại và Quỳnh. Mỗi tối tôi ôm bé, bé không chịu. Còn ban ngày thì lâu lâu con thấy thương lắm. Nó kêu ba ba ơi. Nhưng khi dở chứng lên thì không chịu nữa. Có lúc tôi hôn nó xong, nó quẹt ra. Nói chung nó kỳ thị lắm. Nam diễn viên chia sẻ. Là người trực tiếp chăm sóc nhóc tì, Quỳnh Quỳnh cũng đã lên tiếng hé lộ nguyên nhân con gái thứ hai không thân thiết với Lê Dương Bảo Lâm. Đối với bé Ngọc, bé hơi bướng hơn chị hai, do bé hay không chịu ăn và giành đồ chơi. Bé Ngọc ít chơi với ba hơn là bé Bảo Nhi. Khi bé chơi với ba mà ba không chịu theo ý là chắc chắn bé sẽ khóc. Khi đó chỉ có chị hai Bảo Nhi dỗ bé thì bé Ngọc sẽ nín, còn ba dỗ thì Ngọc sẽ không nghe. Tôi hồi hộp lắm, từ nào đến giờ anh Lâm chưa bao giờ chăm con quá 2 tiếng. Mà bây giờ chơi với ba đứa trong mấy ngày liên tục. Hiện tại Lê Dương Bảo Lâm đang dần thay đổi, anh dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ hơn, cùng vợ chăm sóc và nuôi dạy ba nhóc tì.